cảnh báo đừng làm khó mình trong một thị trường đau trên thì khi mà thị trường đã đã có một cái phiên bán tháo xa hàng loạt vào cái phiên ngày 15 tháng 4 và chính thức kết thúc một cái chu kỳ từ tháng 11, 12 cho đến bây giờ thì rất nhiều anh chị nhau tư hỏi em Đạt ơi có bắt đáy cái mã cổ phiếu này không em em ơi cái mã cổ phiếu kia về những cái vùng định giá rẻ thì mình thì mình có gom dần lại được không em hay là với những anh chị nhà đầu tư mà anh chị còn kẹp hàng thì anh chị ơi à, là anh chị có hỏi là em ơi mình có lướt tê không mình có hạ giá vốn mình có trung bình giá với cái mã cổ phiếu này được hay không thì em thấy là có rất nhiều chị nhà đầu tư trên thị trường á lúc mà thị trường ấp trên á là anh chị luôn đi tìm cơ hội em nhầm luôn đi tìm rủi ro tức là có một cái đặc điểm này anh chị khi mà thị trường mà nó lên ầm ầm như thế này á là anh chị suốt ngày là anh chị hô chỉnh anh chị suốt ngày là anh chị hô sập hô phân phối hô rủi ro các kiểu thì đến một lúc nào đó thì nó cũng đúng nghĩa là gì nghĩa là nhà đầu tư thường đi tìm kiếm những cái rủi ro trong thị trường ấp trên nhưng mà trong thị trường đau trên á, thì họ lại luôn đi tìm kiếm những cái cơ hội anh chị thấy ngược đời không thị trường ấp trên á thị trường các cái mặt cổ phiếu nó lên kinh hồn thì suốt ngày thì hô chỉnh nhưng lúc mà thị trường nó giảm ầm ầm, ầm đi xuống á thì lúc nào cũng đi tìm cơ hội đó, thị trường nó giảm sàn sàn bắt đầu là do bắt đáy thì anh chị làm cái gì thì anh chị làm dễ thôi thị trường đi lên á thì không lo mà đi kiếm tiền rồi lúc mà thị trường xuống á thì làm những cái đơn giản để gì để mà chuẩn bị cho những cái chu kỳ sau đó, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị một chút là anh chị đừng có làm khó mình quá trong thị trường đau trên đặc biệt là với những chị nhà đầu tư bình thường thị trường trên anh chị còn còn không còn không thậm chí không có kiếm được tiền mà anh chị nghĩ làm sao mà anh chị kiếm được tiền trong một cái phá giảm đúng không nên là chị đừng có làm khá mình và trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị một vài ấy là anh chị làm cái gì nó dễ thôi đừng có làm khó quá trong thị trường đau trên à, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì chị có thể bỏ ra vài giây nhấn cái một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ngày hôm nay thì em sẽ nói nhanh qua vài ý thôi à, để lát nữa thì em đi nhậu anh chị ha à, thị trường lên thì kiếm tiền mà thị trường xuống em bắt đầu rút quân nghỉ đi nhậu rồi chờ chu kỳ mới đến tiếp rồi thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ nhanh với anh chị một số ý là trong thị trường đau trên thì chị nên làm cái gì thì hồi nãy em nói với chị hình dung một cái đơn giản á là thị trường xu hướng, xu hướng lên á, là kiếm tiền mà thị trường xu hướng xuống là nghỉ ngơi cái đó là cái cái đơn giản nhất mà anh chị có thể gì anh chị có thể là làm khi mà trong thị trường uptrend trên hay là trong thị trường downtrend trên thị trường đi lên á, là đi tìm kiếm cơ hội còn thị trường mà gì thị trường mà nó giảm á, thì hạn chế mất mát đúng không nhưng mà chị nhào tôi là chị rất là hay làm ngược lại thị trường uptrend trên á, là gì là đi hô điều chỉnh đi hô phân phối mà hô từ đáy lên tới đỉnh luôn thì đến một lúc thì nó cũng đúng nha anh chị em nói với anh chị là trong tầm khoảng 4 năm tháng vừa qua khi mà chị xem video của em có ngày nào em hô thị trường nó sập hay không không bao giờ có và em là một người em đánh từ dưới lên phía trên và em chỉ rút quân và bên em hệ thống bên em đã rút quân à, rút quân sớm vào cái phiên ngày 15 tháng 4 và bên em đã rút quân vào cây này và như cái tinh thần em có chia sẻ với anh chị là nếu mà thị trường này nó xảy ra những cái phiên bán tháo những cái phiên bán sang hàng loạt thì bên em em sẽ rút quân sau 4 năm tháng chinh chiến đó, thì là bỏ bởi vì đó là phong cách của em em ví dụ nha có những người á nhiều nhiều chị nh 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 hỏi lời em ơi là em ơi sao em không bán ở trên cái vùng này à, mà em đợi đến những cái phiên mà thị trường nó biến động nó em mới bán là bởi vì người ta mua anh chị là người ta mua ở chỗ này nên nhưng nên là khi mà người người ta bán người ta bán ở trên này nhưng mà nhưng mà em mua anh chị em mua từ dưới và em đánh từ đầu sáu và đánh từ những cái vùng 4 năm tháng vừa qua chứ không phải là em mới mua và cái hệ thống bên em đã duy trì xuyên suốt cái quan điểm này trong nhiều vừa rồi tức là bên em á, là lúc nào cũng sẽ có những cái điểm đầu lúc nào có những cái vùng đáy và tạo đáy đi lên đúng vậy và sẽ có những cái điểm cuối là những cái điểm bán tháo và chấp nhận mất lại chấp nhận mất lại như vậy và sau đó rút quân đó, à, còn với những chị nhà đầu tư mà vào thị trường trẻ rồi bắt đầu bơm vốn rồi đánh margin á, thì cái đó thì em không tính nhưng mà với hệ thống bên em thì em luôn có điểm đầu và điểm cuối em luôn định hướng cho anh chị là khi nào mình có thể bắt đầu gì onin in và khi nào có những cái phiên bán tháo thì mình rút quân thì đó là cái chia sẻ với anh chị xuyên suốt trong những vụ qua thì em vẫn hay nói một cái câu là chân nào mà anh chị thấy thì trường nó có những cái phiên bán tháo và nó có những cái phiên giảm sạp sàn thì đó là bên em sẽ rút toàn bộ. Đó thì hôm bữa thì em cũng đã cho nhiều chị khách hàng rút quân sớm vào cây này. Ok, thì hiện tại là hệ thống bên em đã bắt đầu nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới. Ok, đó thì chia sẻ với anh chị một chút như vậy à, về cái chu kỳ vừa qua. À, khi nào có thời gian thì em sẽ review lại với anh chị một chút trong cái chu kỳ vừa qua. Bởi vì chu kỳ vừa qua là một cái chu kỳ rất là hay và một trong những cái chu kỳ rất khó trên thị trường chứng khoán Việt Nam à, với những chị nhà đầu tư mà anh chị thâm niên mà trong tầm, tầm trong cái thâm niên mà tầm khoảng 5 đến 10 năm á, thì anh chị sẽ thấy là cái sóng năm nay nó sẽ tương đối giống với đoạn tầm khoảng 2015 nó sẽ rất là giống với đoạn tầm khoảng 2015 và thậm chí nha anh chị khi mà em nhìn lại á, sóng năm nay còn khó hơn sóng 2015 còn em nói với anh chị sống 2018, 2020, 2021 hay là cái sống năm ngoái á, thì phải kêu cái sống năm nay bằng cố nội. <laughs> bằng không cố nội như vậy. Hay là nói theo tiếng miền Trung như vậy là bằng cố nội anh chị ha nghĩa là cái sóng năm nay là một cái sóng rất là khó phải công nhận với anh chị như vậy nên làm nói với anh chị năm nay mà anh chị nào có lãi và anh chị không bị lỗ nhiều là đó là cái may mắn của anh chị rồi ok đó thì hồi nãy đang nói một chỗ chúng như vậy về cái sóng năm nay thì nếu mà có thời gian thì em cùng với anh chị chúng ta sẽ review lại trong một cái buổi khác à, nhưng mà ngày hôm nay thì để nói nhanh trong một cái video á là anh chỉ làm cái gì trong một thị trường đang trên thì em sẽ có một số chia sẻ như vậy. Đầu tiên là về cái mặt vận động á, là cái chu kỳ thị trường từ tháng 12 thì đã kết thúc vào cái phiên bán tháo là ngày 15 tháng 4. Thì đây cũng là cái phiên bên em rút quân. À, cái phiên bên, bên em rút quân đầu vào cây này và thị trường đang bắt đầu vùng cái pha giảm bắt đầu một cái vào một cái pha giảm á, là vào một pha chứ không phải là vào một vài phiên nghĩa là khi mà thị trường anh chị mà nó có những cái điểm đầu thì nó cũng sẽ có những cái điểm kết thúc thì khi mà thị trường kết thúc nghĩa là cái chu kỳ chỗ này, này đến chỗ này á đây chu kỳ tự chu này là đã kết thúc rồi và sau đó thị trường nó sẽ bước vào một cái phải giảm để nó chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới tức là sau này khi mà chị mua giao dịch á thì sẽ có rất nhiều những cái điểm mà vị thế về mặt trung hạn và sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu khi mà thị trường nó tạo để đi lên thì, thì sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó sẽ chạy tiếp tục trong vòng 4 năm tháng tiếp theo nghĩa là trong ngắn hạn là thị trường nó có những cái mức biến động như vậy nhưng mà nói về cái mặt với những anh chị nhà đầu tư mà có tiền với những anh chị nhà đầu tư mà không có tham gia được chu kỳ vừa rồi và với những anh chị nhà đầu tư đang chuẩn bị rất kỹ trong thị trường chứng khoán, ví dụ như bán đất, bán nhà, rút gửi tiết kiệm để chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán thì sắp tới sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho anh chị. Nếu anh chị nào có theo dõi cái kênh của em trong giai đoạn tầm khoảng tháng 12 và tháng 1, anh chị có thể lên lại kênh của em xem những cái video vào cái thời gian đó. Thì em có nói với anh chị, thời điểm trong những cái vùng như thế này, nó là thời điểm tốt nhất để mua các cái mạng cổ phiếu về trung hạn. Nếu anh chị còn nhớ và anh chị có xem video của em, anh chị có thể kiểm nhớ. Nhưng nếu anh chị nào có theo dõi trong cái vùng trong những cái vùng này thì em luôn đón với anh chị là từ gì? Từ đánh ngắn. Đúng vậy, bởi vì sao? Bởi vì ở dưới thì không mua. Mà bên trên này hỏi đã ơi mua cái mặt cổ phiếu trung hạn được không em? Em không có dám tư vấn. Nhưng anh chị nào mà đòi bơm tiền rút tiền gửi tiết kiệm gia tăng quy mô vốn hay là đánh margin đó anh chị, em làm gì có hướng dẫn với chị trên này. Đúng vậy, nói láo nghĩ làm rocker luôn. Anh chị xem video chị biết trên này có bảo anh chị mua trung hạn không? Làm gì có. Có biến thì chạy nó vậy có biến thì rút đó thì đó là cái phong cách của em gì trong một thị trường và trong một cái chu kỳ thì hiện tại là thị trường đang trong một cái phe giảm rồi mà thì anh chị làm gì khi mà thị trường đang rồi đó, tức là sao anh chị lúc là thị trường á, nó nó bắt đầu giảm là từ ngày 15 tháng 4 tức là vào cái phiên giao dịch ngày thứ hai á ngày thứ hai ngày thứ ba đó à, là vào ngày thứ hai đã thị trường nó giảm vào cái này thì thường anh chị là cái chu kỳ mới thì thường bắt đầu sau đó tầm khoảng 3 tuần đến tầm khoảng 2 tháng anh chị lưu giúp em là từ chu kỳ mới nha chứ không phải là anh chị hồi một hai phiên ví dụ À, ví dụ như thị trường nó giảm như này à, thị trường nó chị thị trường nó hồi một hai phiên anh chị cũng cứ tưởng nó là chu kỳ mới không nè thị trường nó hồi tầm một tuần anh chị cũng tưởng nó chu kỳ mới anh nhau nó đi nó hồi nó giảm gì nó buôn tráp nhiều lắm à, nó giảm nó buôn tráp nhiều lắm nhưng mà thị trường nó chỉ thật sự bắt đầu một cái chu kỳ mới nếu mà về tính về cái mặt về điểm số á, bắt đầu từ cây này là cái phiên bùng nổ theo đà và tính về cái mặt về nhóm ngành á, nó bắt đầu từ chỗ này với cái sự dẫn dắt của nhóm ngành ngân hàng anh chị hình dung không chứ không phải là thị trường nó mới bắt đầu rơi mà thị trường nó tạo đấy đi lên được không chị nằm mơ làm gì có mà một thị trường mà nó mới rơi nó tạo đấy cho anh chị mua nó chỉ là buôn trái mà thôi hình dung không ạ đây em nói với anh chị thị trường nó rơi này bản thảo rơi này hồi này hồi này anh chị không hồi này hồi này nhưng mà gì nhưng mà đến tận chỗ này á là nó mới gì nó mới tạo đấy được trong những cái chu kỳ mới hình dung ạ hay là ví dụ này hồi này hồi nè nhưng mà đến tận chỗ này á, thì mới bắt đầu một cái chu kỳ mới nghĩa là một thị trường chị và khi mà thị trường rơi là không phải là trong một hai ngày mà thị trường nó tạo đáy mà thường sau đó thường nó sẽ mất tầm khoảng 3 tuần đến 2 tháng ngắn thì tầm khoảng 3 tuần tức là nếu anh chị nó muốn đánh một cái chu kỳ mới về mặt cái chamin á em nó đang nói về cái mặt thời gian thôi nha thì có thể đâu đó tầm khoảng giữa tháng năm đầu đến giữa tháng năm còn nếu mà lâu á, thì tầm khoảng sang quý 2 à, em nhầm tầm khoảng là cuối quý hai tầm khoảng tháng 6, tháng 7 thì lúc đó thị trường nó có thể vào một cái chu kỳ mới ok rồi thì vậy thì khi mà thị trường đang trong một cái pha giảm á, thì anh chị nên làm gì đầu tiên thì em sẽ trả lời luôn rất là nhiều những cái câu hỏi em ơi có bán cái mà cổ phiếu không em em ơi có bán không em em ơi có cắt lỗ không em em ơi có có giữ lại được không em thì em nói với chị này còn tiền là còn cơ hội anh chị à ví dụ như bên em là bên em đã rút rồi hệ thống bên em làm đã rút quân rồi nhưng mà với những chị nhà tư mà có hỏi bán như nào thì em không có thể hướng dẫn với chị bán như nào được bởi vì anh chị không có ở trong room khách hàng của em anh chị ha đã nên là về để nó mà hình chung rồi là để nó mà nói chung á thì chữ là còn tiền là còn cơ hội cái bảng này nó có nghĩa là gì bảng này nó có nghĩa là với những chị nhà đầu tư mà hiện tại anh chị đang lỗ mà tầm khoảng 5 đến 10 phần trăm á em biết là cái trung bình nha hiện tại cái tài khoản của anh chị đang lỗ quanh cái mức là tầm khoảng 5 đến 10 phần hoặc là nhiều lắm nha anh chị là tầm khoảng 15 em nói đang em đang nói đây là về cái mức trung bình bởi vì các cái mặt cổ phiếu trong cái nhiệm vừa qua thì nó giảm trung bình từ 5 đến 15 thì em lấy thôi trung bình từ 10 đi cho nó dễ đi ha 10% cho nó dễ. Thì khi mà anh chị lỗ 10% á thì anh chị lỗi lưu ý giúp em này. Để mà anh chị có lãi 10% trong một chu kỳ á nó không khó nha. Em nói cái này nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà anh chị để lỗ 10%, nghĩa là bây giờ anh chị bán anh chị cắt lỗ 10% thì sau này vào một cái chu kỳ mới anh chị chỉ cần gỡ là tầm khoảng 11% là anh chị đã có thể là gỡ lại những cái mức thua lỗ trong cái chu kỳ này. Và anh chị lưu ý một trong một sóng nha anh chị, lấy lại 10 lấy lại 10% rất dễ. Nhưng mà nếu anh chị để một cái mã cổ phiếu mà tầm khoảng 20% á, anh chị phải cần 25 hoặc là anh chị lỗ 25% là tầm khoảng 30%. Thì anh chị mới có thể gỡ lại cái số tiền đã mất đi trong cái chu kỳ này. Thì anh chị hãy ngữ hay nghĩ đơn giản này. Anh chị có khả năng trong vòng một chu kỳ anh chị từ anh chị lại từ 25 đến 30% không? Rất khó. Cực kỳ khó nha anh chị. Và anh chị nghiệm là nghiệm lại là anh chị theo dõi thử là trong cái quá trình mà mình đầu tư anh chị lãi được 30, 20, 25 đến 30 phần không? không bao giờ có lãi trên cổ phiếu thì có em đang nói ở đây về mặt trung bình nha lãi trên cổ phiếu thì có nhưng mà lãi toàn danh mục lãi trên số tiền ví dụ như là có 1 tỷ lãi 300 triệu lãi 30 thì không nhiều người làm được cái điều này nghĩa là gì nghĩa là nếu mà anh chị nào mà dở hoặc là tệ hay là không có nhiều kinh nghiệm hay gì đó thì anh chị lúc là anh chị phải giữ vốn giúp em phải giữ vốn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị lỗ quanh 10%, á, thì anh chị lấy lại rất là dễ. Cực kỳ dễ. Anh chị ha, 10% mà trong một cái chu kỳ vài tháng, nó như cái móng tay. Rất là dễ cho anh chị. Nhưng mà để nói cái con số mà từ 25% đến 30% để anh chị gỡ lại nha, thì em thấy không dễ đâu. Không dễ. Đặc biệt là với những anh chị nhà đầu tư bình thường và với những anh chị nhà đầu tư bình thường bình thường là gì? là anh chị đã để lỗ tức là anh chị gồng lỗ bởi vì anh chị nhà đầu tư bình thường là anh chị mới gồng lỗ còn những nhà đầu tư mà chuyên nghiệp anh chị không bao giờ người ta gồng lỗ đâu mà một khi anh chị đã gồng lỗ là anh chị nhà đầu tư f 0 anh chị nhà đầu tư bình thường và anh chị nhà đầu tư chưa trải đủ nhiều trên thị trường chứng khoán thì anh chị mới để cái mức lỗ là 20 đến 25 phần mà một khi mà anh chị đã là nhà đầu tư bình thường anh chị không bao giờ có được một cái năng lực mà trong một cái chu kỳ anh chị lại từ 25 đến 35 như thế này để anh chị gọi lại nên làm gì là giữ tiền với em giữ tiền em nói một lòng nữa là còn tiền là còn cơ hội giữ tiền giữ tiền và giữ tiền có tiền là có cơ hội cái gì mà quan trọng á nói lại nhiều lần anh chị ha nên là với cái mức lỗ hiện tại thì em nghĩ là nhiều anh chị dao động tầm khoảng 5 đến 10% phần trăm vốn trung bình như vậy thì anh chị hãy giữ tiền còn anh chị xử lý nào thì em biết nhưng mà với em nha anh chị anh chị hãy giữ tiền để chu kỳ sau anh chị có thể là kiếm lại và anh chị có thể đi kiếm tiền tiếp nha anh chị đã, và anh chị nhìn cái bảng này nè là anh chị ngậm nghĩ lại ngậm nghĩ lại à, tức là gì tức là với anh chị thua lỗ như này á, thì anh chị sẽ cần bao nhiêu số tiền lãi sau này để anh chị có thể gỡ lại và anh chị hãy nghĩ hay hãy nghĩ giúp em á là những cái con số này á, anh chị có khả năng gỡ lại trong vòng một thời gian sau này hay không thì đó anh chị tự khác anh chị hiểu ok đó đầu tiên là gì còn tiền là còn cơ hội với những chị nhà đầu tư hỏi bán rồi hướng dẫn như đã thì nói chung là gì còn tiền là còn cơ hội bởi vì chỉ là khi mà thị trường đau trên á không có gì để phân tích nha thị trường đau trên là rồi nó rơi kinh lặng và không biết không biết nó rơi đến chừng nào và không biết khi nào thị trường nó tạo đáy nhưng mà gì cái số tiền mà anh chị trên danh mục hay là cái tài khoản chị nó là cái cái anh chị kiểm soát được ok rồi đó là gì đầu tiên là gì còn tiền là còn cơ hội cái thứ hai á là đừng đừng nha Tức là hôm bữa giờ thì em thấy là rất là nhiều Không biết là anh chị giao dịch như thế nào Nhưng mà người em nghĩ nha Nếu mà anh chị đào nào đã trải đủ lâu trên thị trường á Là khi mà thị trường mà nó rơi anh chị Thì anh chị lúc là đừng có đi bắt đáy Đừng có đi mua trong mình giá Hay là đừng có đi lướt tay không Không làm như anh chị Tốn phí môi giới thêm chứ làm gì anh chị nào đã trải qua trong những cái vùng mà thị trường đau ren em nói gì là anh chị bắt đáy anh chị mua trung mình giá anh chị có lướt tay không anh chị nó có giúp anh chị gỡ lại không không có đâu anh chị thứ nhất là mệt đầu thứ hai là tốn thêm tiền thứ ba là anh chị không có kỹ năng anh chị luôn cái kỹ năng bắt đáy hay là cái kỹ năng trung bình giá hay là kỹ năng lướt tay không á 10 người thì hết chín người là cục tay còn một người thì ăn được một đoạn rồi mất lại hình vô mà em ví dụ này ví dụ thị trường đã giảm như này à ví dụ như thị trường nó giảm như này á thì anh chị lúc nào á cũng muốn cũng muốn có những cái phiên như này nè à, lúc nào cũng lúc nào mình cũng phải muốn là có mặt trong những cái phiên này rồi lúc nào mình cũng phải muốn là có mặt trong những cái vùng như này Lúc nào cũng phải muốn có mặt trong những cái phiên xanh xanh như thế này Để làm cái gì vậy vậy? Để làm cái gì? Đúng vậy, sao những cái lúc mà thị trường nó bắt đầu nó có những cái vùng xuống như này không tham gia Mà đi bắt đáy như nào? Rồi gì? Bắt đáy xong á, gồng lỗ bắt giao rơi gì? Gồng lỗ tiếp Thì lỗ càng thêm lỗ, mua trung bình giá lại càng thêm kịp bởi vì một khi mà anh chị đã mua trung bình giá và một khi đã anh chị đã lướt tay không á là cái tâm lý trước đó là anh chị đã kịp hàng rồi mà một khi tâm lý đã kẹp hàng thì gì thì không muốn bán mà không muốn bán mà lại thích đi bắt đáy là kẹp là kẹp thêm và đến khi mà thị trường nó có những cái mức hoảng loạn nó có những cái mức bán tháo thì gì bán đúng đấy em nói gì là những anh chị nào mà không bán sớm sau này anh chị sẽ bán muộn anh chị biết vì sao bởi vì thị trường đoạn đầu nó giảm nó sẽ giảm chậm nó giảm nó vẫn sẽ có những cái cú hồi nó tạo hy vọng nghĩa là như thế này, này nghĩa là ví dụ như là trong một thị trường nó rơi đúng không ví dụ thị trường nó giảm một cái đồng xuống ok thôi tâm lý nhà đầu tư như thế này thôi thị trường nó mới giảm thôi không sao thị trường trước đó nó tăng như vậy không sao thôi không bán ok rồi chờ hồi rồi thị trường nó không hồi ok chờ hồi rồi thị trường nó không hồi nó giảm tiếp rồi nó giảm tiếp nó có một hai phiên nó tạo hy vọng ok rồi gì nhưng mà khi mà một hai phiên nó tạo hy vọng á nó không có về lại cái vùng giá mà anh chị muốn bán thôi chờ hồi thêm chút nữa nhưng mà nó không hồi nó giảm tiếp rồi chờ hồi thêm chút nữa nhưng mà nó không về lại những cái vùng giá anh chị neo ở trên thì nó giảm tiếp anh chị để ý kỹ là khi mà thị trường nó rơi á thì những cái vùng giá mà anh chị muốn bán á sau khi mà thị trường nó giảm tiếp á, thì thường khi mà nó hồi á nó sẽ không bao giờ nó hồi về cái mức giá trước đó mà anh chị neo anh chị để ý kỹ không em ví dụ như là anh chị nắm cái mặt cổ phiếu giá 20 khi mà nó giảm nó giảm về giá 18 á là anh chị chờ hồi đúng vậy nhưng mà không hồi rồi nó giảm về giá 16 thì khi mà chị chờ hồi á là anh chị phải chờ hồi nó về giá 18 bởi vì đây là cái mốc mà chị neo lúc đó nhưng mà nó hồi về tầm 16 đến 17 không anh chị không anh chị không bán rồi nó giảm về giá 13 14 15 thì anh chị sẽ tiếp tục cái vòng lũng quẩn như vậy cho đến khi mà thị trường nó ép à mà mà mà, mà đoạn cuối bởi vì chủ là cái bản chất nha thị trường càng gần đấy càng hỗn loạn nên anh chị hay nghe một cái câu á nếu mà bạn không bán sớm bạn sẽ phải bán muộn là như vậy bởi vì khi mà chị chết khi mà anh chị hết chịu nổi cái vấn đề về chờ hồi rồi anh chị chỉ nói thì đến một lúc nào đó mà anh chị nào mà chị, tức là lúc đến một lúc đó mà thị trường ép cực kỳ kinh khủng nó có tầm khoảng hai ba đến hai đến ba phiên cổ phiếu giảm sàn thì lúc đó anh chị bán ngay đấy và khi mà anh chị bán ngay đấy xong thì khi mà thị trường tạo đi lên anh chị không còn tiền hoặc là anh chị không còn đủ niềm tin anh chị đã mất niềm tin với thị trường và anh chị tiếp tục là chị bị thị, thị trường nó bỏ rơi trong một thị trường uptrend trong một cái chu kỳ sau đó thì đó là cái cách mà thị trường nó rơi nó rơi đã ác lắm vậy thị trường bán lái nó, 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 nó đạp nó đạp nó đạp nó đạp nó tạo hy vọng nó đạp nó tạo hy vọng mày mày từ 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 bán từ từ bán chờ hồi từ, từ từ bán từ từ bán nhưng đến một lúc đó vào những lúc cuối cùng nó tạo ra cái sự hoảng loạn nó tạo ra cái sự bán tháo và chia sẻ với anh chị một chút nha sắp tới khi mà thị trường gần đây á nó sẽ có một số yếu tố về thông tin và khi mà thị trường tạo ra sự hoảng loạn kèm theo yếu tố về thông tin thì khi đó thường anh chị sẽ bán cái mà cổ phiếu ra ngay đây hành dung ạ à. thì nên là chị đừng có bắt đáy đừng có trung bình giá đừng có lúc tê không giúp em được. Ai mà hướng dẫn á thì anh chị coi cho. Nha anh vậy. Bởi vì anh chị ham những cái đoạn mà bắt đáy ham sống hồi á, là kẹp là kẹp tiếp. Ok, rồi. Right. Tiếp theo là gì? Nghỉ ngơi, chuẩn bị. Đó, thì anh chị chỉ đơn giản với em này, hồi nãy em có chia sẻ với anh chị một câu á, thị trường anh chị chỉ cần xác định xu hướng thôi. Thị trường đi lên á là lao vô mà kiếm tiền. Thị trường đi xuống á là nghỉ ngơi, đi chơi. Ví dụ như lát nữa thì em đi nhậu với mấy anh em này vậy. <laughs> anh chị ha, ví dụ như sắp tới thì em cũng có một cái chuyến du lịch. Anh chị ha, thị trường đi lên anh chị thấy em có nghỉ ngày nào không? Không nghỉ ngày nào đó, nhưng mà nói thị trường đi xuống vậy nghỉ ngơi, chuẩn bị. Nghỉ ngơi nghĩa là gì? Anh chị đi du lịch, đi chơi các kiểu refresh gì đó sau một cái chu kỳ dài căng thẳng. Nghĩa là anh chị trong một thị trường hấp trên, đó, anh chị tập trung vào kiếm tiền. Và trong một thị trường đau trên đó, rút quân, nghỉ. Nói chung là đừng làm nhiều gì, nghỉ ngơi thôi. Chờ cái chu kỳ mới. Đó. thì khi mà chị nghỉ ngơi là anh chị bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị vốn, chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị tinh thần cho cái chu kỳ sau thì đó là những cái rất là đơn giản anh chỉ cần làm trong một thị trường đạo tranh, đừng có làm nhiều làm ít thôi vậy và đừng có suy nghĩ nhiều đặc biệt là anh chị đừng có ham là gì bắt đáy rồi gì những cái đoạn mà sống hồi nó hồi một hai phiên à, tức là gì tức là sắp tới nha em đã quá với anh chị luôn là thị trường nó rơi nó vẫn sẽ có một hai cây hồi bởi vì thị trường mà nó rơi á nó hồi thì nhào tới mấy kẹp anh chị thấy anh chị nghĩ đơn giản này thị trường nó rơi mà ngày nào thị trường nó cũng rơi á nó không phải là thị trường thị trường nó rơi nó vẫn phải có những cái cơ hội cây hồi thì khi mà thị trường nó hồi nó có những cái phiên hồi là nó có những cú bull thì chị phải bắt buộc mình là gì ờ, làm sao mình không thể bắt được cái phiên đó mà để cái phiên đó nó hồi xanh lại mình tiếc quá ta tức là chị lúc nào chị cũng bắt phải bắt cái bản thân mình lúc nào cũng phải có mặt trong những cây xanh như này lúc nào cũng phải có mặt trong những cái cây xanh xanh như này á lúc nào phải có mặt rồi đến một lúc nào đó bán ngay đấy vậy nên là làm cái gì làm gì nó dễ dễ thôi đừng làm quá khó ok ha đó thì đó là một số chia sẻ của em trong cái chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay à, sẽ có một số ý đầu tiên á là còn tiền là còn cơ hội làm gì làm anh chị luôn phải giữ được tiền đặc biệt là với những anh chị nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm không có khả năng không có kiến thức là khi mà chị để lỗ càng nhiều đó, thì gần như cái sống sâu á, anh chị không thể gỡ lại không thể gỡ lại đâu anh chị bởi vì sao bởi vì một khi mà anh chị nhà đầu tư mà để lỗ nhiều á, thì đó là anh chị nhà đầu tư nghiệp dư những nhà đầu tư mà cao thủ anh chị không bao giờ người ta để lỗ nhiều nha người ta có thể bị mất lãi, người ta có thể về họ vốn, nhưng mà làm sao người ta không để được lỗ? Nha Còn với những anh chị nhà đầu tư mà để lỗ tầm khoảng 25 đến 30%, thì em chắc chắn với anh chị một điểm là anh chị không bao giờ có khả năng mà lãi từ 25 đến 40% trong cái chu kỳ sau hết. Nên là gì? Hạn chế thua lỗ để sau kỳ để cho những cái chu kỳ sau á còn có khả năng gỡ lại. Bởi vì theo góc nhìn của em nha, lãi 10% với anh chị nhà đầu tư bình thường trong một chu kỳ không khó anh chị có thể gỡ lại nhưng mà với anh chị nhà tư bình thường á, để mà anh chị lãi mà tầm khoảng 20 những cái con số sau này thôi khỏi nói nhưng mà nói mà những cái con số mà đơn giản thôi nha là 25 đến 30 trăm rất hiếm người nhà tư bình thường như vậy mà có thể đạt lãi được một cái số tiền này trong một cái chu kỳ rất khó nha vậy nên là anh chị lưu ý rồi tiếp theo là gì đừng có ham đi bắt đáy rồi đừng có ham mà trung bình giá rồi nước tê không rồi gì một hai cây hồi anh chị ha và anh chị cũng có đừng có bắt cái bản thân mà gì ờ, em ơi làm sao có thể là bắt được cái phiên này nó hồi lãi một hai phần trăm t cộng một t cộng hai em đúng vậy chị thị trường đi lên mấy chục phần trăm thì không lo kiếm mà thị trường đau trên mà có những cái cú hồi á lúc nào cũng đi lo kiếm một hai phần trăm kiếm ba bốn phần trăm rồi kiếm t cộng hai t cộng ba lỡ như bắt đáy rồi nó không mình không kiếm được rồi nó kẹp tầm khoảng hai ba cây sàng thì làm sao anh vậy làm sao đúng vậy nên là làm cái gì làm nó dễ thôi đúng vậy rồi tiếp theo là gì Nghỉ ngơi, đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống gì đó Nghỉ ngơi, chuẩn bị cho giải thoại căng thẳng cho cái chu kỳ sau Rồi chuẩn bị vốn, chuẩn bị kiến thức và chuẩn bị tinh thần Và anh chị phải chuẩn bị sớm Anh chị ha, nghĩa là em có nói với anh chị là Thị trường á, khi mà kết thúc một cái chu kỳ Nó sẽ chuẩn bị cho cái chu kỳ sau Và anh chị làm gì làm? Phải có mặt được từ trong đầu những cái chu kỳ Chứ không phải là thị trường đi lên á Là bán nhà rồi bán đất rồi gửi tiết kiệm rồi đánh mở zin rồi em ơi mua cái mặt cổ phiếu nào trung hạn của em Ai à, Làm ai làm sao mà có thể mua cái mặt cổ phiếu trên này mà mua trung hạn Nhưng mà giai đoạn sắp tới khi mà thị trường nó bắt đầu một cái chu kỳ mới Rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó có thể mua trung hạn và nó sẽ chạy vài tháng ở phía sau Nên là chị phải chuẩn bị thật kỹ ra cho chu kỳ sắp tới Em nghĩ là nó sẽ mất thời gian Chứ nó không phải là trong một hai ngày Nhưng mà em nói với chị là để chị chuẩn bị shop Bởi vì làm gì làm chị Cái sự chuẩn bị nó là quan trọng nhất để mình không bị bất ngờ OK. Đã thì chia sẻ với anh chị một chút như vậy để anh chị có thể nắm qua. Rồi trước khi mà anh chị bắt đầu, à, 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 trước khi mà chị ra đây thì anh chị có thể bỏ ra một cái nút like, cũng như là một cái nút đăng ký kênh. Subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Còn nếu anh chị muốn đồng hành cùng em trong trong khách hàng để có thể chúng ta chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới sắp tới đồng hành cùng với anh chị từ chân sóng, à, từ chân sóng các cái mặt cổ phiếu chọn sắp tới thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của em là bạn Chung và bạn Trinh số điện thoại thêm để dưới màn hình. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chia sẻ với anh chị một chút như vậy thôi. Thì bây giờ em đi chơi đây anh chị. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha. Rồi à, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video phía sau. Xin chào cả nhà.